kênh Quân sự Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn Hồi ký lính chiến của tác giả Hồ Sơn Đại theo lời kể của Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang Triệu Xuân Hòa. Qua giọng đọc Hoàng Quân, sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tập 4. Công việc cuối năm 1988 rất bộn bề. Hàng ngày, các trung đoàn vẫn báo về nơi này, nơi khác có địch xuất hiện. Trên hành lang từ biên giới về nội địa, khu vực Bắc Khờ Vào, Tây Sở Vệ Trách. Báo như vậy thôi, nhưng không cụ thể. Một hôm, tư lệnh mặt trận Khiếu Anh Lân đến sư đoàn. Ông chỉ thị phải đẩy mạnh hoạt động đánh địch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bạn khi ta rút quân. Tôi nung nấu phải đánh một trận lớn cấp sư đoàn và yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình địch. Đang triển khai công tác chuẩn bị đánh địch thì sư đoàn trưởng Trần Hồng Phẩm cùng phó tham mưu trưởng Nguyễn Thanh Hà được lệnh về nước nhận căn cứ tràng lớn tại Châu Thành, Tây Ninh, chuẩn bị vị trí khi sư đoàn trở về nước. Bộ tư lệnh mặt trận giao cho tôi phụ trách sư đoàn. Vừa lúc đó, tin trinh sát kỹ thuật báo có địch về. Tôi báo với anh Lê Thành Tâm là đã phát hiện được địch ở Bắc Khờ Vào. Theo tin của cơ sở, địch ở đó thường xuyên có 40 tên, cộng thêm số mới về hơn 70 nữa. Lúc này mình đang chuẩn bị rút quân, nên tôi xin anh đánh kỷ niệm bạn một trận. Anh Tâm đồng ý cử anh Lượng cùng với tôi chỉ huy đánh. Lực lượng tham gia trận đánh gồm Trung đoàn 4, Trung đoàn 174, Trung đoàn 16 có tăng cường lực lượng pháo binh của sư đoàn. Trung đoàn 4 đánh truy quét địch bên cánh đồng từ Phnom Srok đến Thmapok. Trung đoàn 174 từ hướng Khờ Vao đánh lên. Trung đoàn 16 chặn tất cả các đường xa biên giới đón lõng địch. Kế hoạch chiến đấu được thông qua. Trước trận đánh, tôi đề nghị anh Năm Lượng chỉ đạo các lực lượng phát động thi đua đánh địch, tạo ấn tượng đẹp với bạn trước khi sư đoàn rút quân về nước. Các đơn vị phát động đợt thi đua lập công mừng 23 năm ngày thành lập sư đoàn. 23 tháng 11 năm 1965, 23 tháng 11 năm 1988. Để nắm chắc tình hình, tôi yêu cầu các trợ lý cơ quan của sư đoàn xuống cấp tiểu đoàn, rút đơn vị về chuyên môn và đốc chiến. Mỗi tiểu đoàn bộ binh có một trợ lý sư đoàn. Theo kế hoạch, các đơn vị hành quân bí mật tiếp cận vị trí bàn đạp. 6 giờ sáng ngày N thì nổ súng. Nhưng đến 7 giờ sáng mà chẳng thấy nổ súng gì cả. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ không có tên địch nào? Một lúc sau thì nghe tiếng nổ súng hướng Trung đoàn 174. Nhưng nổ mấy loạt lại im bặt. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Điện hỏi Trung đoàn 174 đầu dây bên kia, có 2-3 thằng mà nó chạy mất rồi. Tôi hỏi lại, sao lại vậy? Ta nổ súng trước mà. Sau hỏi lại, thì ra địch nổ súng trước, ta bị thương nhẹ 2 người. Tôi ra lệnh cho Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, anh phải tiếp tục dâng đội hình lên, đi qua vườn có cặp điêu cho tôi. Độ một tiếng đồng hồ sau, nghe tiếng nổ nữa, nổ lâu hơn. Tôi hỏi, chết thằng nào không? Đầu dây, không. Tôi nghĩ đã bực rồi, hỏi phái viên. Biết Trung đoàn 174 nổ súng, địch chạy mất. Tôi ra lệnh tiếp tục hành tiến, yêu cầu Trung đoàn 174 bám đánh, đẩy địch về phía đội hình Trung đoàn 16. Trung đoàn 4, khi địch đến gần mới được nổ súng. Đã đánh là phải tiêu diệt. Tôi hỏi vượt cấp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 Phạm Tiến Thường và phó ban quân lực sư đoàn Nguyễn Đình Trường làm phái viên tại Trung đoàn 174 báo với tôi, dưới đó còn khoảng 60 tên địch chứ có ít đâu, tiếp tục nổ súng. Trung đoàn 174 truy đuổi địch, diệt 4 tên, thu 3 khẩu súng, quân địch bỏ chạy. Ngày hôm sau, một bộ phận lọt vào trận địa của Trung đoàn 16 bị diệt hơn 10 tên. Trận đánh không đạt hiệu quả cao như mong muốn, địa bàn quá rộng, khoảng 60 km², quân địch bố trí phân tán, hoạt động theo lối chiến tranh du kích. Nghe nổ súng là chạy ngay vào rừng, rất khó truy đuổi. Quân ta nói là có 3 trung đoàn, nhưng mỗi trung đoàn chỉ có từ 1 đến 2 tiểu đoàn, đều là tiểu đoàn thiếu. Khi tiến quân thì bao vây không chặt,
giữa hai mũi bao vây vẫn còn chỗ hở để địch chạy thoát. Tôi lên kiểm tra khu vực trận địa, trước mắt tôi là cánh rừng biên giới Tây Khờ Vào bát ngát, nơi đã gần với tôi biết bao kỷ niệm vui buồn trong gần 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế. Những đường mòn trước kia đầy mìn trái nay đã được dò gỡ, mở rộng trong quá trình xây dựng công trình phòng thủ quốc gia K5. Công sức và xương máu của quân tình nguyện Việt Nam đã làm cho vùng biên giới Campuchia, Thái Lan dần hồi sinh. Các đơn vị vũ trang bạn đang làm nhiệm vụ tự bảo vệ đất nước mình. Với tôi, đây là trận đánh duy nhất ở Sư đoàn Bộ binh 5. Đối với Sư đoàn 5, đây cũng là trận đánh cuối cùng trên đất bạn trước khi rút về Tổ quốc. Trở về căn cứ sư đoàn chưa được một ngày, tôi nhận được điện của phòng tác chiến mặt trận thông báo. Đúng giờ dê, tổ chức đón tư lệnh quân khu tại sân vận động của sư đoàn. Tôi nghĩ ngay đến việc tư lệnh đến sư đoàn bằng máy bay trực thăng và cho 10 cán bộ liên quan đến sự chỉ huy thông báo tình hình. Giao cơ quan tham mưu làm công tác dò mìn trái bảo vệ bãi đáp và sẵn sàng làm tín hiệu để máy bay hạ cánh. 9 giờ sáng hôm sau, tư lệnh quân khu Nguyễn Thới Bưng và đoàn cán bộ phòng tác chiến của quân khu đáp trực thăng xuống sở chỉ huy sư đoàn. Tư lệnh không vào phòng họp mà yêu cầu tôi lên trực thăng. Ông nói, địa bàn này là của cậu, bây giờ cậu đi với tôi. Tôi lên máy bay cùng tư lệnh đi thị sát khu vực dọc theo biên giới Campuchia-Thái Lan, địa bàn đảm nhiệm của sư đoàn 5 và một phần của địa bàn của sư đoàn 302. Tư lệnh quan sát rất kỹ và hỏi tôi vị trí đóng quân của các trung đoàn, những khu vực địch còn hoạt động. Sau khi nghe tôi trả lời, thuyết minh những địa điểm máy bay bay qua, ông quay sang. Hòa phải nhớ kỹ, đây là nơi mình phải đảm nhiệm cho đến khi bàn giao toàn bộ cho bạn. Trách nhiệm cậu còn nặng lắm. Sau khi kiểm tra địa hình xong, máy bay đưa chúng tôi thẳng về sở chỉ huy quân khu 7. Xuống máy bay, tư lệnh nói, cho cậu nghỉ vài ngày rồi đi máy bay sang bên kia. Việc tôi được tư lệnh kêu lên máy bay đi quan sát địa hình và trao đổi tình hình khiến một số cán bộ trong bộ tham mưu nghĩ rằng tôi có thể sẽ được điều về phòng tác chiến của quân khu. Anh Trần Ngọc Thổ, cán bộ phòng tác chiến hỏi tôi, ông Hòa sắp về phòng phải không? Tôi biết đâu mà trả lời, chỉ cười. Ở lại cơ quan quân khu 2 ngày, tôi lên máy bay quân sự trở lại thị xã Siem Reap và từ thị xã đi ô tô về sư đoàn. Về lại sư đoàn, trong bộ chỉ huy, anh Trần Hùng Phẩm đã về nước trước đó để chỉ đạo cho căn cứ Tràng Lớn. Anh Lê Thành Tâm vừa về quân khu làm cục phó cục chính trị. Tôi cùng với các anh còn lại chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp truy quét trong nội địa và tổ chức lại lực lượng. Trung đoàn 4 và Trung đoàn 16 chuyển trực thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận 479. Trung đoàn 8, Trung đoàn Biên phòng 689 giải thể. Việc giải thể một trung đoàn không hề đơn giản, liên quan đến số phận bao nhiêu con người, một núi công việc về công tác quân lực, cán bộ, chính sách, hậu cần, kỹ thuật. Tôi trao đổi với các anh trong bộ chỉ huy và cơ quan chính trị. Đối với cán bộ, tuyển chọn một số sĩ quan trẻ bổ sung cho các trung đoàn của sư đoàn, còn lại giới thiệu đi học tại các trường trong quân đội. Số còn lại căn cứ nguyện vọng của anh em mà cho đi hợp tác lao động ở nước ngoài hoặc nghỉ theo chính sách. Với hạ sĩ quan, chiến sĩ, những người chưa hết thời gian nghĩa vụ quân sự thì biên chế về các trung đoàn. Trường hợp đã hết nghĩa vụ quân sự thì giải quyết đủ mọi chế độ, chính sách rồi cho ra quân. Cùng với việc giải thể Trung đoàn Biên phòng 689, chúng tôi tập trung thực hiện báo từ, tìm kiếm, cất bốc thi hài liệt sĩ về nước. Việc mốc mộ lấy cốt gặp không ít những khó khăn. Hầu hết liệt sĩ của sư đoàn đều được an táng tại nghĩa trang thị trấn Chóp. Số đã chôn lâu ngày, thịt rữa hết, thì việc lấy hài cốt đơn giản. Nhưng với những trường hợp chiến sĩ mới hy sinh, da thịt gần như còn nguyên, anh em phải dốc thịt lấy xương rửa sạch
gói lại. Để thực hiện thật chu đáo vấn đề quan trọng này, tôi bàn với các anh trong bộ chỉ huy, chỉ đạo chặt chẽ, giao cho các tiểu đoàn trực thuộc thực hiện việc cất bốc. Cơ quan chính trị bám sát, hướng dẫn cụ thể. Trong khi đang triển khai, anh Nguyễn Hùng Cường, Bảy Cường, cán bộ cấp tá của lữ đoàn 874 đến gặp tôi. Anh nói: "Tôi có thằng con là Nguyễn Văn Sĩ ở trung đoàn 4, cháu trúng mìn bị thương và hy sinh ngày 31 tháng 10 năm 1988. Bây giờ vợ tôi bắt tôi phải lên đây đem xác thằng con về. Cháu mới chôn được hơn 1 tháng. Sĩ là lái xe, vết thương nhẹ thôi nhưng bị nhiễm trùng uốn ván. Tôi thấy khó, rất lo, vì nếu chỉ xe sẩy để sứt tay sứt chân là anh em bốc hải cốt bị nhiễm trùng. Xuống thăm đội bốc hải cốt, thấy anh em làm việc rất khổ cực, không có quần áo bảo hộ. Tôi phải chỉ thị cho cơ quan hậu cần cấp thêm trang bị, bắt anh em thay thường phục thường xuyên. Tôi nói với anh: "Trước hết xin chia buồn cùng anh và gia đình. Tuy nhiên việc cất bốc là hơi khó, cháu bị nhiễm trùng uốn ván, không khéo anh em cất bốc bị lây theo." Anh Bảy Cường nài nỉ: "Anh giúp tôi, vợ tôi ở nhà khóc và chửi quá trời. Bà ấy bảo ông làm đến cấp tá mà không giữ được con, để con chết. Giờ phải bằng mọi giá đưa con về." Tôi suy nghĩ tìm ra một cách: "Hay ta đem hỏa táng?" Anh hỏi chị: "Đưa cho cốt về được không?" Anh Bảy lưỡng lự. Hồi đó bộ đội được nhận thư đi về phải mất cả tháng. Nhà anh Bảy ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hướng dẫn anh đến chỗ trực thông tin sư đoàn, nhờ gọi điện thoại về nhà. Hồi đó chúng tôi liên lạc về quân khu bằng cách từ thông tin sư đoàn gọi đến trạm thông tin mặt trận ở Bắc Khèn, qua đường Tài Ba đến trạm núi Cầu, Dầu Tiếng, về tổng trạm thông tin quân khu, từ đó nối điện thoại về nhà. Chị nhà đồng ý. Tôi chỉ đạo ban chính sách liên hệ với chùa Trúc gần nơi đơn vị đóng quân, đem gạo tặng chùa và đưa dầu nhờ thầy chùa hòa táng sĩ. Ban chính sách sư đoàn đưa dầu ra thiêu, cho cốt vào hũ để anh Bảy Cường mang về. Giữa tháng 1 năm 1988, tư lệnh mặt trận khiếu anh Lân đến sư đoàn 5 tại sở chỉ huy sư đoàn, sau khi thông báo trình hình chung chủ trương của bộ tư lệnh mặt trận trong thời gian sắp tới. Tư lệnh nói: "Đối với sư đoàn 5, do yêu cầu nhiệm vụ, trung đoàn 4, trung đoàn 16 tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ giúp bạn. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của tư lệnh mặt trận, các đơn vị còn lại của sư đoàn 5 hành quân về nước. Đây là đợt rút quân lần thứ 8 của quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia." Nhận nhiệm vụ xong, tôi hội ý với các anh còn lại trong ban thường vụ đảng ủy sư đoàn, bàn biện pháp thực hiện, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 4, trung đoàn 16 an tâm ở lại thực hiện nhiệm vụ, và lãnh đạo các đơn vị còn lại của sư đoàn chuẩn bị tốt về mọi mặt cho đợt rút quân về nước. Lúc này sư đoàn chưa có phó sư đoàn trưởng về chính trị, chủ nhiệm chính trị đi phép. Tôi và phó chủ nhiệm chính trị sư đoàn Lưu Phước Lượng cùng cán bộ cơ quan liên quan đến trung đoàn 4, trung đoàn 16 phổ biến chủ trương của mặt trận, giải quyết tại chỗ những khó khăn nhằm tạo điều kiện tốt nhất để anh em ở lại thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ của hai trung đoàn xác định tư tưởng tốt, yên tâm ở lại chiến đấu cho đến ngày toàn bộ quân tình nguyện Việt Nam rút hết về nước. Gần đến ngày rút quân, bao nhiêu công việc phải làm, từ chuyện đảm bảo phương tiện hành quân, tổ chức đội hình hành quân, đảm bảo phương tiện cứu kéo dự phòng trong hành quân, đến việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cấp phát đủ tiêu chuẩn tài chính, quân trang cho số hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ để về đến Tây Ninh là có thể về nhà được ngay. Rồi chia tay cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn sư đoàn đứng chân. Tôi cùng các anh trong bộ chỉ huy sư đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị khẩn trương giải quyết xong trước 2 ngày đơn vị hành quân. Cùng lúc
chúng tôi nhận được quyết định của Bộ Tư lệnh Mặt trận về việc thành lập Bộ Chỉ huy Hành quân. Bộ Chỉ huy do tôi làm chỉ huy trưởng. Anh Lưu Phước Lượng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 5, làm Phó Chỉ huy trưởng về chính trị, và anh Bùi Xuân Đài, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 309, làm Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng. Anh Đài tham gia Bộ Chỉ huy vì đoàn rút quân có một số đơn vị thuộc Sư đoàn 309, chủ yếu là số hạ sĩ quan, chiến sĩ hết nghĩa vụ quân sự. Sáng 16 tháng 12 năm 1988, các đơn vị của Sư đoàn 5 gồm Trung đoàn 174, Trung đoàn 28 Pháo binh, Trung đoàn 8 Biên phòng, 10 tiểu đoàn trực thuộc, khối cơ quan của Sư đoàn lên xe rời Trúc. Hàng nghìn người dân và bộ đội của bạn đứng hai bên đường lưu luyến vẫy tay tiễn biệt. Nhiều người khóc nắm tay các chiến sĩ chạy theo xe một quãng đường dài, rất cảm động. Chiều chúng tôi về tới Xiêm Riệp, dừng nghỉ tại căn cứ bên cạnh sân bay. Tại đây, lực lượng Sư đoàn 309 nhập vào đội hình hành quân. Sáng hôm sau, Bộ Tư lệnh Mặt trận 479 tổ chức lễ rút quân lần thứ 8 của quân tình nguyện Việt Nam. Tại buổi lễ, Tư lệnh Mặt trận 479 tuyên dương công trạng các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quốc tế rút quân về nước, cảm ơn nhân dân đã giúp đỡ quân tình nguyện. Anh Nêu Som, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, Bí thư Tỉnh ủy Xiêm Riệp, thay mặt Đảng, Nhà nước phát biểu chia tay và tặng hoa cho tôi, chúc thượng lộ bình an. Tại Xiêm Riệp, các trang bị khí tài, cơ sở vật chất cồng kềnh được chuyển xuống cảng biển Hồ, đưa lên tàu theo sông Tông Lê Sáp về khu vực chân cầu Troi Trang Va, thành phố Phnom Penh. Từ đó chuyển đường bộ về Việt Nam. Lực lượng còn lại tiếp tục hành quân. Tôi đi trên xe rip, lại hàng vạn nhân dân đứng hai bên đường vẫy tay chào lưu luyến những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Nhiều người tung khăn cà ma chai nước lên xe, bộ đội đứng dồn sang hai bên thành xe, đưa tay vẫy vẫy. Đoàn xe cứ thế đi, đội hình kéo dài hàng chục cây số. Dọc đường hành quân đã có lực lượng tại chỗ bảo vệ. Chúng tôi không phải lo việc sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, do số ô tô của các đơn vị phần lớn đã cũ, nhiều xe bị hỏng hóc dọc đường. Có chiếc lốp mòn quá bị nổ, có chiếc đang chạy, bánh bỗng lăn ra ngoài xe, sụp xuống. Tôi chỉ đạo đưa các xe dự phòng thay thế nhanh, kết hợp sửa chữa nhanh những xe bị hỏng để chuyển làm xe dự bị, không bị đứt đội hình. Rất nhiều xe bị hỏng hóc, về đến trảng lớn là hết cả xe dự bị. Đoàn hành quân về đến Công Bông Thom, Phó Tham mưu trưởng Mặt trận 779 Nguyễn Chí Tôn, Ba Tôn ra mặt đường kiểm tra công tác bảo vệ lực lượng rút quân. Không hiểu thế nào mà cái nòng khẩu pháo 37 ly của tiểu đoàn 24 cao xạ lại va làm vỡ kính chiếc xe jeep của anh Ba Tôn đang đậu bên lề đường. Anh chạy lên chặn tôi lại. Lính của cậu làm vỡ xe của tôi rồi, tính sao? Tôi nhìn kính xe bị bể, biết làm sao, đành nói. Lính của em cũng là lính của anh. Thôi anh Ba bỏ qua, về anh em kỹ thuật sửa lại. Anh Ba Tôn không vui nhưng không nói gì nữa. Năm 1990, anh về làm phó tham mưu trưởng quân khu. Mấy năm đó, may đo quần áo sĩ quan do công ty 28 của Tổng cục Hậu cần đảm nhiệm. Mấy cô công ty 28 đo xong, viết chữ thế nào để bộ phận sản xuất đọc. Nguyễn Chí Tôn thành Nguyễn Thị Tôn. Anh người nhỏ con mặc vào thắc mắc vì sao áo lại có chiết hông. Mọi người mới phát hiện ra là quần áo nữ. Công ty 28 phải may đến anh bộ khác. Ngủ lại Công Bông Thom, hôm sau chúng tôi tiếp tục hành quân đến Công Pông Chảm. Sau khi tổ chức vượt sông, tôi lệnh cho toàn đoàn dừng lại nghỉ đêm. Ăn cơm xong, đang nằm võng đu đưa, bỗng thấy có mấy người ngó ngó. Anh Lưu Phước Lượng nằm ngoài hỏi: "Ai? Đi đâu đấy?" Mấy chiến sĩ hiện ra: "Dạ, đến gặp thủ trưởng, bọn em ở Trung đoàn 174 tiêu chuyển ra quân
mỗi người 2 mét ni lông mà trên lại cấp cho có 2 người 1 mét. Trong đội hình hành quân, ngoài các đơn vị thực binh có đến gần 2.000 chiến sĩ hết hạn nghĩa vụ quân sự, về nước là ra quân. Tôi lập tức ra lệnh cho cơ quan hậu cần kiểm tra ngay, phát hiện có một trung đội cấp thiếu, phải cấp đủ hết và ngay cho anh em. Sáng, chúng tôi tiếp tục hành quân. Về đến cửa khẩu Samad, một tổ bộ đội biên phòng ra chặn lại, đòi kiểm tra. Bộ phận đi trước nói, chúng tôi rút quân theo mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng. Có đảng ủy, bộ chỉ huy đoàn rút quân chịu trách nhiệm, không có gì mà kiểm tra. Mấy lính biên phòng kiên quyết, phải kiểm tra, nếu không, không cho đi. Tôi bực mình, bảo tài xế phóng xe lên, xuống xe. Các đồng chí nhớ, đây là rút quân theo mệnh lệnh của đảng, không cho đi là tôi mang xe già tôi ủi. Lính biên phòng khựng lại, hỏi mấy người trong bộ phận đi đầu của tôi đang đứng đó. Cha này ở đâu mà dữ dằn quá vậy? Anh em được thể nói, chỉ huy trưởng hành quân đấy, sư đoàn trưởng của chúng tôi đấy. Nghe thấy họ vội vàng mở barrier cho chúng tôi đi. Sau này mấy cậu lính biên phòng lại thân với tôi. Ngày đó ta kiểm tra chặt chẽ như thế, bộ đội ở Campuchia mang về vài chục ký gạo còn bị giữ lại. Chiều tối ngày 22 tháng 12 năm 1988, về đến xã Mò Công, huyện Tân Biên thì chúng tôi dừng lại. Toàn bộ sư đoàn 5 do Phó Tham mưu trưởng Trần Xuân Đinh và Phó Chủ nhiệm Chính trị Lưu Phước Lượng chỉ huy về thẳng căn cứ Tràng Lớn, doanh trại do anh Trần Hồng Phẩm đã chuẩn bị trước đó. Tôi cùng số còn lại nghỉ đêm tại Mò Công. Sáng 23 tháng 12, tôi tổ chức cho các lực lượng còn lại hành quân về trảng 583 của mặt trận 479 tại khu căn cứ Hoàng Hoa Thám, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó đến căn cứ Tràng Lớn. Về sư đoàn, tôi gọi điện kiểm tra. Các đơn vị báo cáo tất cả đã ổn định nơi ăn ở, an toàn tuyệt đối về người và trang vũ khí. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hàng trăm xe cơ giới cũ kỹ, chở hàng nghìn bộ đội và trang bị kỹ thuật vượt qua chặng đường dài hơn 600 cây số, đầy ổ gà, ổ voi, nắng bụi, ăn uống thất thường, đã về đúng vị trí quy định. Đêm đầu tiên mắc võng nằm ở căn cứ Tràng Lớn, nhưng tôi không ngủ được. Cuộc chiến đấu 10 năm ở Campuchia đến đây, vậy là kết thúc. Tôi có còn sang đất nước Chùa Tháp, biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về từ những ngày tham gia đội đặc nhiệm hoạt động bí mật trong lòng địch, đến những đêm luồn rừng trinh sát, những trận đánh dọc biên giới Tây Bắc Campuchia. Tôi đã đi, đã gặp bao nhiêu con người, bao nhiêu số phận, cả phía ta và phía địch, đã gần với cái chết, đôi khi tưởng chừng trong gang tấc. Sau này, trong những lần đàm đạo bạn bè hoặc dự hội nghị tổng kết công tác thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, tôi ngẫm ra nhiều điều mà khi còn trẻ trung, mê mải chỉ huy chiến đấu, tôi chưa có điều kiện suy nghĩ thấu đáo. Ví dụ như vấn đề cảnh giác cách mạng, nhận diện kẻ thù để tránh bị bất ngờ, bị động, đối phó. Ví dụ như vấn đề xác định bản chất cuộc chiến. Từ sau ngày 1 tháng 7 năm 1979 ở Campuchia, còn hay không còn chiến tranh, hiểu theo nghĩa đầy đủ nhất của cụm từ này, có người cho rằng nhân dân Campuchia chỉ thực hiện cuộc đấu tranh cách mạng, truy quét tàn quân địch, bảo vệ thành quả 7 tháng 1 và xây dựng đất nước. Lại có ý kiến cho rằng, trong quãng thời gian ấy, đất nước Campuchia vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh. Một cuộc chiến tranh giữa lực lượng cách mạng do chính phủ ông Hun Sen và ông Hun Sen lãnh đạo và lực lượng phản cách mạng do tập đoàn Pol Pot Insuri đứng đầu, là cuộc chiến tranh cách mạng chống lại kiểu chiến tranh du kích, kế thịt bạo loạn lật đổ phản cách mạng. Đã có những sĩ quan cao cấp vì phát ngôn sai bản chất cuộc chiến mà bị kỷ luật. Ví dụ như vấn đề quán triệt quán điểm giúp bạn là tự giúp mình,
đã có hàng trăm nghìn cán bộ chiến sĩ Việt Nam, gồm nhiều quân đoàn, sư đoàn, được điều sang chiến đấu tại Campuchia. Trong suốt 10 năm, những đơn vị quân tình nguyện chính quy phải đương đầu với lối đánh du kích của quân đội Pol Pot, được sự hậu thuẫn và trang bị vũ khí từ bên ngoài. Hàng vạn người trong số họ đã ngã xuống trên mọi nẻo đường của cuộc chiến. Những người lính tình nguyện và chuyên gia quân sự đã thực hiện thành công 3 mục tiêu chiến lược là tiến công địch, làm cho chúng suy tàn, giúp bạn xây dựng lực lượng cách mạng cả về quân sự, chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc ngày càng khăng khít. Trong những năm tháng ở Campuchia, bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu, chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu phong tục tập quán, học nói tiếng Khmer, tập nhảy các vũ điệu dân tộc, sống tôn trọng, hòa đồng, giúp đỡ họ mà không làm thay. Nhưng cũng có không ít người có quan điểm cực đoan hoặc phản đối Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giúp bạn, hoặc không tin bạn có thể tự đảm đương nhiệm vụ bảo vệ đất nước sau khi các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam rút về nước. Ví dụ như, khi tổng kết chiến tranh và viết lịch sử quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, chúng ta không chỉ trình bày một màu hồng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà cần phải nói đến các mặt không thành công, cả những vấp váp sai lầm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phản ánh lịch sử trung thực, khách quan thì mới có thể tìm ra những bài học chính xác cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, Lính Chiến là câu chuyện về Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Triệu Xuân Hòa. Đúng hơn là câu chuyện của ông, vì nó do ông kể lại, được tác giả Hồ Sơn Đài ghi chép và sắp xếp. 44 năm chiến đấu, công tác, phát triển, trưởng thành từ người lính nghĩa vụ, ra đi từ miền quê nghèo Vĩnh Phúc, được ghi lại ngắn gọn, xúc tích, đủ mà không dài, ngắn mà không thiếu. Dường như lịch sử đất nước từng giai đoạn được tái hiện qua cuộc đời người chiến sĩ ấy. Đặc biệt, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế 15 trên đất bạn. Lính Chiến không chỉ là hồi ức, Lính Chiến còn là chân dung người bộ đội Cụ Hồ của mọi thời đại, là trang sử hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam của mọi hoàn cảnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong hồi ký Lính Chiến của tác giả Hồ Sơn Đài qua câu chuyện về Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Triệu Xuân Hòa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.